Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa cuối cùng của năm cũ. Ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ cùng nhau đón chào năm mới, năm 2021. Và Tâm An xin được thay mặt cho ban biên tập của kênh Bụi Phố xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh Bụi Phố trong suốt một năm vừa qua. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và trong năm mới thì Tâm An xin hứa rằng sẽ luôn luôn đồng hành cùng với tất cả quý vị, gửi tới cho quý vị thật nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn. Và quý vị cũng vậy nhé, quý vị hãy luôn luôn ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh thật nhiều để ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện trong ngày cuối cùng của năm cũ. Một tác phẩm của tác giả Thanh Hằng có tựa đề Dù Sai Vẫn Yêu. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Người yêu cũ luôn luôn là một câu chuyện gì đó rất buồn. Chiều Sài Gòn mưa tầm tã, trong một quán cà phê, tiếng nhạc du dương bị tiếng mưa át đi không ít. Một người đàn ông ấy ngồi trước mặt tôi. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Giọng nói quen thuộc ấy đã qua 2 năm tôi mới được nghe lại. Đã lâu rồi không gặp em. Tôi chạm phải ánh nhìn chăm chú của anh thì có hơi mất tự nhiên. Anh lại nói tiếp. Kể ra cũng 2 năm rồi nhỉ. 2 năm em rời khỏi tôi. Trái tim tôi nhói lên. Đúng 2 năm. Nghe thì không quá lâu, nhưng trong 2 năm đó anh chắc sẽ không bao giờ biết tôi đã khổ sở như thế nào. Em vẫn ổn đấy chứ? Dạ, em rất ổn à. Còn anh thì sao? Anh và cô ấy thế nào rồi? Vẫn bình thường. Chỉ là Kiều Loan không thú vị bằng em. Không đáng yêu như em. Mỗi lần nhìn cô ấy, anh chán lắm. Chán à? Chán tại sao anh không bỏ cô ấy đi? Anh không thể. Bởi vì cô ấy yêu anh rất thật lòng, lo cho anh rất chu đáo. Anh không thể nào phụ bạc cô ấy. Tôi cười chua chát. Vậy còn em? Anh không thể phụ cô ấy, nhưng anh lại sẵn sàng phụ em. Phụ đi cái tình yêu của em đã dành cho anh á. Anh xin lỗi. Uyển Khanh à, em tha thứ cho anh có được không? Anh nắm lấy tay của tôi, ánh mắt của anh vô cùng tha thiết. Tôi lập tức bị hút sâu vào đó mà không thể nào cự tuyệt. Và rồi, anh đưa tôi thẳng tới khách sạn. Anh nói rằng anh nhớ tôi, anh nhớ mùi vị cơ thể của tôi. Anh muốn làm tình cùng với tôi. Anh nói rất nhiều điều nữa mà tôi không thể nào nhớ hết được. Anh đặt tôi lên giường, rồi ghé môi hôn tôi. Chính giây phút đó đột nhiên tôi nhớ lại. Tôi nhớ rằng, tôi nhớ anh. Tôi nhớ Kiều Loan, tôi nhớ những gì mà hai người đấy đã làm tổn thương tôi. Tôi đẩy anh ra một cách phũ phàng. Tôi không bao giờ muốn ngủ với anh. Bị tôi cự tuyệt, anh lộ bản chất hệt như một con thú, lao vào và tấn công tôi. Tôi dùng tay đấm anh xé áo của tôi. Tôi đá anh mò xuống giữa 2 chân của tôi. Tôi hét lớn. Mạnh Trường, anh bỏ tôi ra, đồ khốn nạn. Anh ta không những không bỏ tôi, mà ngược lại còn hung hăng hơn, tách 2 chân của tôi ra. Tôi há miệng cắn anh ta, tôi cắn chết cụ nhà anh ta. Uyển Khanh, tỉnh lại đi con. Tôi bị ai đó lay mạnh quá nên bất giác mở bừng mắt tỉnh lại. Nhìn lên thì thấy mẹ đang nhìn tôi. Con tỉnh rồi đấy à? Tôi bật dậy nhìn xung quanh. Ơn trời đây chẳng phải là khách sạn, mà chính là phòng ngủ của tôi. Có lẽ bộ dạng ngơ ngác của tôi khiến cho mẹ tôi ngạc nhiên. Con mơ thấy cái gì mà con la khủng khiếp thế, lại còn nghiến răng nữa? Nghe mẹ tôi nói như vậy, tự dưng tôi mới thấy hàm răng của tôi đau ê ẩm. Tôi hơi nhăn nhó nói. Ác mộng thôi mẹ, chứ có mơ cái gì đâu. Tại sao tự dưng lại gặp ác mộng? Chắc tại hôm qua con hơi mệt. Cô mà giữ sức khỏe chứ. Dạ vâng ạ. Thôi, đi vào vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống nhà ăn sáng,
Tôi vâng dạ làm theo, sau đó nhanh chóng đi vào nhà tắm. Nhìn bản thân của mình trong gương, viền mắt ửng đỏ, đầu tóc rối tung, da dẻ xám xịt. Rồi tôi lại nhớ tới giấc mơ đêm qua. Một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong tôi. Tôi không hiểu tại sao tự dưng mình lại mơ đến người đàn ông đó. Hồ Mạnh Trường. Anh ta chính là người yêu cũ của tôi. 2 năm trước chúng tôi đã chia tay. Sau khi chia tay tôi, chưa bao giờ tôi mơ đến anh ta. Cho tới ngày hôm qua. Tâm tình mới sáng sớm đã thấy buồn bực, khiến cho tôi chẳng thiết tha gì ăn bữa sáng. 15 phút sau, tôi đã thân chỉnh tề đi xuống. Mẹ tôi và bố dượng đã ngồi yên vị trên bàn, đang ăn sáng. Tôi nhìn bố dượng, không tình nguyện đi tới. Con chào mẹ, con chào dượng ạ. Dượng tôi gật đầu sau đó nói. Ngồi xuống ăn sáng đi. Tôi đành phải ngồi vào ghế, gắp miếng trứng ốp la cho vào miệng, mà tôi chả nuốt nổi. Nó như mắc nghẹn trong cổ họng của tôi. Lát con ăn xong ấy, thì diện đồ cho đẹp. Dượng dẫn con đi coi mắt. Cái gì ạ? Coi mắt à? Mẹ tôi lên tiếng giải thích. Ông ấy có một mối rất tốt cho con. Nhà kia cũng là một gia đình giàu có. Con không cần đi xem mặt. Con chỉ mới 25 tuổi. Con chưa muốn kết hôn à? Lần này con bắt buộc phải đi coi mắt. Có cơ hội được gả vào gia đình đó là may mắn của con. May mắn của con á? Hay là may mắn của Dượng? Và cái công ty của Dượng? Mẹ tôi lúc này mới giận dữ và quát lớn. Khanh à, con nói cái gì thế hả? Con nói không đúng hả mẹ? Vì lợi ích của công ty, chồng mẹ bắt con phải hy sinh hạnh phúc của mình. Sắc mặt của Dượng Tuấn rất khó coi. Mặt ông ta lạnh tanh. Thế nên mẹ tôi nhanh chóng kéo tôi vào phòng riêng và nói chuyện. Khanh này, con đừng có bướng bỉnh nữa. Ông ấy chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Con không cần đâu. Con không đi coi mắt đâu mẹ. Nhất định con phải đi. Mẹ, mẹ có phải là người sinh ra con không? Tại sao mẹ có thể ép con gái của mẹ như vậy? Chính vì mẹ là người sinh ra con, nên mẹ luôn muốn tốt cho con thôi. Chứ không phải là mẹ sợ chồng mẹ phật ý à? Mẹ sợ ông ta không vui, nên mẹ muốn bán con gái của mình. Tôi nói xong thì mẹ tôi thẳng tay tát cho tôi một cái. Con nghe đây, ông ấy là ân nhân của chúng ta. Không có ông ấy, mẹ con chúng ta không có ngày hôm nay. Con có được ăn sung mặc sướng như thế này không? Tại sao con lại có cái thái độ như vậy? Hả? Con không biết điều. Ân nhân. Nếu mẹ biết ông ta từng dùng cái ánh mắt sáo sắc để nhìn tôi đầy mờ ám, mẹ còn có thể tôn sùng ông ta như vậy được nữa không? Tôi ôm lấy má, quật cường mà nói chắc nịch. Cuộc sống hiện tại mẹ cần, chứ con thì con không cần. Không cần á? Không cần mà mày vẫn sống như vậy đấy à? Nếu như con không vì mẹ, vì con thương mẹ, nên con mới ở đây. Mẹ hiểu không? Mẹ tôi giấn đầu cho tôi 2 cái liên tiếp rồi nói. Thế tại sao mày cứ bướng bỉnh thế? Mày được gả vào nhà giàu không tốt à? Mày nhìn lại mày đi. Mày nhớ lại cái quá khứ xấu hổ của mày đi. Rồi mày nghĩ xem. Tao đã xấu hổ vì mày lắm rồi. Mẹ à, tại sao mẹ lại nhắc đến chuyện cũ của con? Con đang cố gắng quên đi. Tại sao mẹ còn giày vò con như thế ạ? Mẹ cũng nói cho mày nhớ. Con người mày như thế nào mày không rõ hay sao? Một đứa con gái từng ngủ với trai, từng qua một lần sinh nở rồi. Liệu có ai thèm lấy mày hay không? Ông ấy tốt bụng kiếm cho mày một đứa nhà giàu. Mày không cảm ơn thì thôi. Mày lại còn... Mẹ im đi, mẹ im đi. Mẹ đừng nói nữa. Không nói nữa thì lên thay quần áo đi. Mặc đẹp một chút. Rồi đi xem mặt. Mẹ bước ra khỏi phòng, còn lại mình tôi đứng đó. Tim của tôi đau nhói. Tôi biết mẹ vẫn còn giận tôi vì cái quá khứ ấy. Nhưng tại sao mẹ cứ phải lôi ra để chỉ trích tôi? Tại sao? Hồi nãy tôi mới chính là người đau khổ. Mẹ không biết tôi đã từng cố tự tử hay sao? Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy khổ sở. Không gian chật hẹp trong một chiếc xe ô tô đậu trên bờ biển. Một người phụ nữ nhào vào lòng người đàn ông,
ghé môi, sau đó hôn anh ta tới tấp. Anh Trường, hôn em đi. Người đàn ông vẫn thư thái tựa vào ghế, mặc cho người phụ nữ dáng vẻ đang rất khó chịu. Anh Trường, chúng ta vào khách sạn đi, chỗ này chật chội lắm. Người đàn ông tên Trường đẩy người phụ nữ ra khỏi ngực của mình. Anh ta châm một điếu thuốc, hít một hơi. Anh, hôm nay anh làm sao thế? Tại sao anh không có hứng thú gì với em? Hôm nay miễn đi, tí anh phải đi coi mặt rồi. Cái gì? Đi xem mắt á? Anh đang đùa em đấy à? Anh đã bao giờ đùa em chưa? Nhưng anh cũng chịu đi xem mắt á? Cái trò coi mắt này, xem chừng cũng rất thú vị. Coi mắt xong rồi, anh định lấy vợ à? Cái đó thì phải xem đối tượng coi mắt ra sao. Ít ra thì phải xinh hơn em, nóng bỏng hơn em, anh mới chịu chứ. Cô gái đấm nhẹ vào ngực của Trường, nhõng nhẽo nói tiếp. Đáng ghét, anh chẳng nói em xinh nhất, em nóng bỏng nhất còn gì. Thì bây giờ em vẫn là xinh nhất, nóng bỏng nhất. Chuông điện thoại lúc này trong túi của Trường vang lên. Anh chậm rãi nghe máy. Dù không muốn, nhưng rồi tôi vẫn phải cùng mẹ và Dượng đi xem mắt. Trong đầu cố nghĩ làm sao để khiến cho gia đình kia sẽ không thích mình. Xe dừng lại trước một nhà hàng rất lớn và sang trọng. Thấy tôi đang ngần người, mẹ mới kéo tay tôi vào. Này, đến nơi rồi, mau xuống xe đi. Còn ngây ra đó. Tôi đành phải bước đi theo. Nhân viên cười với chúng tôi. Xin chào quý khách. Chẳng hay các vị đã đặt chỗ chưa ạ? Chúng tôi có hẹn trước với Chủ tịch Hồ. À, thì ra là vậy. Mời ba vị đi theo tôi. Nhân viên dẫn chúng tôi đến một căn phòng rất rộng. Đây thuộc loại phòng VIP của nhà hàng này. Vừa bước vào tôi liền thấy có hai người đang ngồi trong đó. Một nam và một nữ trung niên. Mẹ và Dượng Tuấn lập tức cười với họ. Hai vợ chồng kia cũng mỉm cười, đứng dậy bắt tay với Dượng Tuấn. Anh chị đến rồi ạ. Mẹ tôi mới huých tôi. Này, mau chào hỏi đi. Dạ, cháu chào hai bác ạ. À, đây là Uyển Khanh đúng không? Dạ vâng, cháu là Uyển Khanh ạ. Quả nhiên là xinh đẹp. Bà Hồ lúc này nhìn tôi dò xét, khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái. Ấy, nào nào mọi người, cùng ngồi xuống đi. Mà sao chỉ có hai anh chị? Cậu nhà... À, con trai tôi, nó đến trễ hơn một tí. Chúng ta cứ gọi món trước nhé. Một lát sau, thức ăn nhanh chóng được bày ra bàn. Ông bà Hồ, mẹ và Dượng tôi cười nói vui vẻ với nhau. Chủ đề xoay quanh chuyện của công ty. Tôi chẳng có hứng thú nghe một chút nào. Hồi lâu sau, bà Hồ lại lái chủ đề nói chuyện sang tôi. Khanh này, hiện giờ con đang làm gì? Mẹ tôi lúc này hơi ngập ngừng, chưa biết trả lời ra sao. Tôi liền nói thẳng thừng. Dạ, cháu đang buôn bán nhỏ thôi bác. Buôn bán nhỏ ấy à? Dạ vâng ạ. Cháu cùng với bạn cháu mở một quán ăn vặt nhỏ thôi à? Bà Hồ à lên một tiếng, đổi lại sắc mặt. Mẹ và Dượng tôi lại rất khó coi. Thế tại sao cháu không đến công ty để giúp bố cháu? Dạ, cháu nói thật, cháu sợ mình không làm được. Sao thế hả? Dạ, bởi vì cháu không học đại học à. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ sau câu nói đó của tôi. Một đứa con gái nhà giàu nhưng lại không học đại học. Tôi tin chắc rằng chả có gia đình nhà nào lại muốn cưới cả. Quả nhiên sau đó bà Hồ không còn để ý đến tôi nữa, chỉ nói chuyện với Dượng và mẹ tôi. Tôi để ý mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, nhưng mà kệ. Trong lòng tôi, lúc này rất là khấp khởi và vui mừng. Đang định gắp một miếng thịt, tôi thấy cánh cửa đẩy ra. Một người bước vào, toàn thân người đó như tỏa ra ánh hào quang khiến cho tôi ngây người. Không phải vì si mê, mà là vì ngạc nhiên tột độ. Khuôn mặt đó, dáng dấp đó, đặc biệt là đôi mắt đen, sâu hun hút đó. Tôi vừa mới mơ thấy anh ta tối qua. Hồ Mạnh Trường. Anh ta chính là con trai của ông bà Hồ. Đối tượng xem mắt hôm nay của tôi. Giấc mơ đêm qua chẳng nhẽ chính là điểm báo cho buổi gặp mặt này.
Sau 2 năm chia tay, chúng tôi lại gặp gỡ nhau trong cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Tôi thấy Trường cũng đang nhìn mình chăm chú. Thái độ của anh ta cũng chẳng khác gì tôi. Ngạc nhiên và đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Bà Hồ mới lên tiếng. Sao bây giờ mới tới hả con? Nhanh lên đây, qua đây ngồi nào. Trường đi tới ngồi đối diện ghế của tôi. Ánh mắt vẫn cứ nhìn tôi. Đôi con người của anh ta phát sáng. Tôi cúi mặt xuống nhìn bàn ăn chằm chằm. Mẹ tôi mới lên tiếng. Đây là cậu nhà phải không à? Đẹp trai thật đấy. Dạ vâng, cháu chào hai bác. Cháu có chút việc nên tới trễ. Mong hai bác thông cảm à? Không sao đâu, không sao. Mẹ tôi và Dượng có vẻ rất thích anh ta. Không thích làm sao được khi anh ta vừa đẹp trai cao giáo con nhà giàu. Chỉ là bản chất của anh ta chẳng hề ăn nhập gì với bề ngoài của anh ta chút nào đâu. Bác gái, chẳng hay đây là... Ôi thôi, chết, quên giới thiệu. Đây là Uyển Khanh, con gái của bác. Giọng của Trường nhẹ nhàng, nhưng không hiểu tại sao tôi nghe lại thấy vô cùng đều giả. Chào em, Uyển Khanh, rất vui được gặp em. Anh ta hoàn toàn vờ như đây là lần đầu tiên gặp tôi. Tôi vẫn cúi gằm mặt lại, bị mẹ tôi âm thầm dẫm vào chân phía trước bàn, làm cho tôi quá đau đớn. Ngẩng mặt lên thì bắt gặp cái vẻ mặt cười cợt của Trường. Đột nhiên tôi tức giận vô cùng, nhưng vẫn cố kìm nén. Chào anh. Bữa ăn được tiếp tục. Tôi hoàn toàn bơ anh ta, mặc dù mẹ tôi không ít lần ra hiệu cho tôi rằng phải cố mà bắt chuyện. Nếu đối tượng là một người khác, tôi sẽ không đến mức khó chịu như thế này. Nhưng đối tượng lại là Trường, người mà 2 năm trước đã khiến cho tôi khổ sở, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Mẹ tôi đột nhiên mới hỏi Trường. Cháu thấy Khanh nhà cô thế nào? Dạ vâng, cháu thấy cô ấy rất xinh đẹp, đáng yêu và thú vị. Từng câu từng chữ anh ta nói đều ẩn ý nồng đậm. Xinh đẹp, đáng yêu và thú vị ư? Đây cũng chính là lời anh đã từng nói trong quá khứ. Vì thế cho nên tôi mới bị mắc lừa anh ta. Anh ta chính là một gã họ Sở. Tiếng mẹ tôi cười không ngớt. Tôi lườm anh ta một cái. Sau đó hậm hực nghĩ mình sẽ không bao giờ bị cái vẻ hào hoa của anh ta mê hoặc. Trường ra vẻ quan tâm lắm, gắp cho tôi một miếng thịt. Tôi không khách khí, gạt văng ra, sau đó lại cố tình múc một muỗng canh rong biển. Đang định bỏ vào bát, lại vờ như chợt nhớ ra rằng mình múc hơi nhiều, nên dùng đũa gắp trả lại. Xin lỗi mọi người, con múc hơi nhiều nên con ăn không hết à? Tôi nói xong thì kín đáo liếc một vòng, nhìn thấy ông bà Hồ đen mặt lại, lướt đến khuôn mặt của Trường thì xém nữa cắt đứt đầu lưỡi. Anh ta đang nhìn tôi cười rất thích thú. Thích thú, chính xác là như vậy. Tôi húp mấy thìa canh rồi lại dùng tay bóc một miếng thịt gà, đưa lên miệng gặm vô tư. Mẹ tôi e hèm một tiếng rõ to, nhưng mà tôi chẳng nghe. Gặm xong tôi lại chùi tay vào áo, sau đó lại cười hì hì, giống như một đứa trẻ con vô lễ. Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng. Anh chị, đừng để ý. Hôm nay con bé nhà em chắc là đói quá, nên hơi vội vàng. À, chứ bình thường, nó không như vậy đâu ạ. Ông bà Hồ không ai trả lời. Chỉ có tôi biết mình đã thành công trong việc đánh mất hình tượng một người con gái nết na và hiền thục. Tuy nhiên... Dạ không sao đâu bác, cháu lại thấy Uyển Khanh như vậy rất là đáng yêu và thú vị. Tôi trợn tròn mắt. Không phải tôi, mà cả ông bà Hồ cũng vậy. Tôi thấy không khí quá ngột ngạt và kỳ quái, nên tôi xin phép đi vệ sinh. Đứng trong nhà vệ sinh tôi mới dần dần bình tĩnh lại. Khi bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là Trường. Anh ta đứng cách cửa nhà vệ sinh nữa một đoạn, giống như đang đợi tôi bước ra. Tôi làm như không thấy anh ta mà đi thẳng. Bất chợt Trường lên tiếng. Đã lâu không gặp. Anh ta hỏi một câu y chang như trong giấc mơ của tôi. Chân của tôi khựng lại. Đã bao lâu rồi nhỉ? 2 năm rồi. 2 năm em rời khỏi tôi. Tôi quay sang nhìn anh ta ngạc nhiên. Em vẫn ổn chứ? Trời đất ơi, những gì anh ta nói, từng câu từng chữ và trình tự
y hệt như trong giấc mơ. Nhưng mà đây là tôi của hiện tại cơ mà. Tôi có ổn hay không ấy? Thì anh nhìn, anh thấy rồi. Anh hỏi làm gì? Anh không có mắt à? Khẩu khí của em lớn quá. Tôi hừ lạnh một tiếng, toàn bước đi. Thì bất chợt bị Trường kéo mạnh vào trong lòng. Em vờ như không quen biết tôi sao? Tôi và anh ấy chẳng có quan hệ gì. Anh bỏ tôi ra. Quan hệ? Em nói đúng đấy. Trước đây chúng ta từng có quan hệ. Tôi há miệng ngậm vào tay của anh ta. Anh ta bị đau quá, liền buông tay ra. Anh cư xử cho đàng hoàng. Anh đừng có tùy tiện đụng vào người khác. Ok ok, không đụng chạm. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Em và tôi, chúng ta tuy đã chia tay được 2 năm rồi, nhưng vẫn chưa hết duyên với nhau đâu. Anh đừng có nói năng linh tinh. Duyên với trả nợ cái gì? Còn chứ. Nếu như em không giải thích vì sao em lại có mặt trong buổi xem mắt ngày hôm nay, rõ ràng là gia đình em đang muốn gả em cho tôi. Ai gả cho anh? Anh đừng có suy diễn linh tinh. Không bao giờ có chuyện này. Tôi nói xong thì mặc kệ anh ta, tôi bước lại phòng ăn. Khi tôi vào một lúc thì Trường cũng trở lại. Bữa ăn tiếp tục nhưng không khí không còn được như trước nữa. Ông bà Hồ không hề nhìn tôi lấy một lần. Mặt mẹ và dượng tôi cũng lạnh tanh. Suốt quá trình đó, chỉ có mỗi Trường là dùng ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi lườm anh ta trắng mắt. Bữa ăn kết thúc trong sự ngượng ngập của hai gia đình. Lúc về tới nhà, Dượng Tuấn bất ngờ quay qua quát mẹ tôi. Cô nhìn đi, nhìn thật kỹ con gái của cô đi. Dượng bỏ đi vào phòng. Mẹ quay sang tôi nói. Con cố ý phải không? Con cố ý làm mẹ và Dượng của con mất mặt như vậy. Con vui lắm đúng không? Con chả làm gì mà cố ý. Con chỉ nói sự thật thôi. Ai cần mày nói như thế? Tại sao lại không à? Con không đại học thì con nói là con không học đại học. Con chả có tài cán gì. Đó là sự thật mà mẹ. Mày... Mày đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Mày nhìn con trai nhỏ họ đi. Đẹp trai cao giáo. Có cái gì mày không vừa lòng? Còn nữa, cái quá khứ về mày, tao với ông ấy không nói thì chả có ai biết. Mày chỉ việc ngoan ngoãn. Không được sao hả con? Không được. Dù anh ta có cao giáo đẹp trai cỡ nào, con cũng không thèm. Quá khứ ư? Nếu như mẹ biết việc tôi bỏ học đại học, việc tôi mang thai và sinh con có liên quan đến Trường, thì mẹ sẽ thế nào đây? Tôi hận lắm. Tôi rất hận anh ta. Mày đúng là đồ ương bướng. Uổng công tao sinh ra mày. Mẹ. Mẹ hối hận vì sinh ra con sao? Đúng. Tao hối hận. Mày rất giống bố mày. Chẳng được cái tích sự gì. Vô năng. Nên mới chết sớm đấy. Khi nhắc đến bố, tôi không kiềm chế được mà gào to. Mẹ không được nói về bố như vậy. Tao cứ nói đấy. Bố mày vô tích sự nên không lo được cho tao. May mắn cuộc đời tao lại gặp được ông ấy. Ông ấy kêu mang tao với mày, để tao với mày sống sung sướng. Vậy mà mày không biết điều. Cút đi, cút. Nghe xong những câu mắng chửi của mẹ, tôi đã ôm mặt và chạy đi. Lúc này tại biệt thự của bố mẹ Trường, ông bà Hồ ngồi nói chuyện với nhau. Ông này, con bé nhà bên, em thấy không ổn đâu. Đại học còn không học tới thì làm sao mà làm con dâu nhà này được. Mà nhìn dáng vẻ là biết trình độ học vấn tới đâu rồi. Cần gì phải hỏi. Bà Hồ nói xong thì nhìn Trường cũng đang ngồi cạnh đó. Trường này, để lần sau bố mẹ tìm người khác cho con vậy. Không cần đâu. Con thấy cô ta phù hợp đấy. Con vừa nói cái gì? Kết hôn với cô ta là một chuyện không tồi. Cứ quyết định vậy đi ạ. Trường nói xong thì sải bước ra ngoài. Bên trong ông bà Hồ nôn nóng nói chuyện với nhau. Mình à, sao mình không nói gì? Con bé đó không được đâu. Nó thích ý. Cứ để cho nó lấy. Dù sao công ty cũng đang cần hợp tác với bên nhà đó. Kết thông ra sẽ rất có lợi. Nhưng mà ông xem, hôm nay con bé đó như thế. Không việc gì đâu. Cứ quyết định vậy đi. Trường đi ra bên ngoài ngồi vào trong xe ô tô.
Anh rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Khanh sáng hôm nay. Không ngờ anh và cô lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh như vậy. 2 năm rồi, 2 năm anh không gặp lại cô. Nhớ lại 2 năm trước, cô là người đề nghị chia tay anh. Chính vì cô là người duy nhất trong rất nhiều cô gái chủ động nói lời chia tay, nên anh luôn có ấn tượng đặc biệt với cô. Thật không ngờ, anh lại được gặp cô thêm một lần nữa. Sự hứng thú lại dâng lên, khiến cho Trường rất phấn khởi. Bởi vì phương châm của anh trước giờ vốn là không xài lại cái áo đã mặc một lần, cũng như là không bao giờ gặp lại người đàn bà anh đã từng quen. Mà lần này, anh chắc phải phá đi cái quy tắc của mình. Đối với anh, kết hôn với ai không quan trọng, bởi vì anh vốn không quan tâm lắm. Vợ chỉ là một mỹ từ mà thôi. Tôi chạy ra khỏi nhà, đến thẳng quán ăn vặt. Còn Mai thấy tôi, hai mắt đỏ ửng thì hỏi. Ừ, mày có chuyện gì đấy? Mày đừng có hỏi nữa. Tao không ổn tí nào. Mày không ổn thì tao ổn lắm à? Sao thế? Thì mấy hôm nay quán ế ẩm, mày thì chả làm gì, một mình tao đi làm, sắp trầm cảm rồi đây. Tôi nghe nó nói như vậy chẳng còn tâm trí nào, bởi câu chuyện của tôi cũng đủ đau đầu lắm rồi. Hay là dẹp mẹ cái quán này đi. Ừ, dẹp cái gì mà dẹp? Cứ chờ một thời gian nữa coi. Thời buổi kinh tế, kiếm tiền thì khó khăn. Mà mày còn đỡ. Mày có bố dượng giàu có, chứ tao thì... Mày nói thế là sai rồi. Tao không bao giờ lấy của ông ta một xu. Sao mày ngu thế? Có tiền, tại sao mày không lấy? Tôi càng ảo não hơn. Việc bố dượng có ý đồ với tôi, chỉ một mình tôi cảm nhận được. Ánh mắt của ông ta từng nhìn tôi ngày ấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy sợ. Bà Phương, mẹ của Uyển Khanh, nhận được điện thoại của ông bà Hồ, thông báo việc cưới xin thì mừng lắm. Vội gọi điện, báo ngay cho ông Tuấn. Bên ngoài có tiếng ô tô vang lên, bà mới kêu lớn. Con Hoài đâu rồi? Ra xem ai tới. Con Hoài từ trong chạy ra thì thấy Trường bước ra từ trong xe ô tô. Thuở nhỏ tới lớn, nó chưa gặp ai mà đẹp trai như cái cậu trước mặt, nên bất giác mắt cứ nhìn chăm chăm. Uyển Khanh có nhà không chị? Chị, trời ơi, anh ta gọi mình bằng chị. Con Hoài lúc này mới lắp bắp. Cậu là... Tôi là bạn của Uyển Khanh. Dứt lời, con Hoài chạy biến vào trong và la lên. Bà ơi bà, có bạn của cô Khanh đến chơi à? Bà Phương đi ra nhìn thấy Trường thì cuống cuồng lên mời anh bước vào trong nhà. Cậu... Bác cứ gọi con là Trường. Bà Phương lúc này cười tít mắt. Để cậu cất công tới đây thật là không đúng. Dạ không sao đâu bác, con tới là muốn gặp em Khanh một chút. Không biết em ấy có... À thật không may, em nó ra ngoài mất rồi. Vậy hôm khác cháu lại tới. Trường ra về, nụ cười thích thú hiện rõ trên mặt của anh. Tối hôm đó tôi không về mà tôi ở lại quán. Còn Mai nó vội hỏi tôi. Khanh, tại sao mày không về? Mày ngủ ở đây à? Thôi, mày về đi chứ. Mày về đi, tao muốn ngủ lại đây. Gia đình của mày có chuyện gì? Ban đêm ở đây lạnh lắm, mày không ngủ được đâu. Mày về đi, mày cứ kệ tao. Lỡ đêm hôm có chuyện gì, tao nhờ mày hốt xác giùm tao là được chứ gì. Cái Mai nghe xong nó táng cho tôi một cái. Ơ, cái con quỷ này, mày nói cái gì đấy? Đau. Mày về đi, không thì qua phòng mày ngủ với tao. Thôi, có thằng em trai của mày, bất tiện lắm. Tao không sao đâu, mày đi về đi. Còn Mai khuyên tôi không được, sau đó đành bỏ về. Tôi ngẩn người thêm một lúc nữa, mới định ra đóng cửa quán. Bất ngờ có một người xuất hiện, chặn cánh cửa lại. Tôi nhìn người đó và nhận ra anh ta chính là Trường. Miệng anh ta đang nở một nụ cười rất không tốt lành gì. Tôi thầm đoán trong lòng. Anh ta đúng là oan hồn, cứ ám tôi, không bao giờ buông. Tôi tức giận, trừng mắt với anh ta. Anh bỏ tay ra. Anh làm cái quái gì thế hả? Vừa mới gặp tôi, cô đã xù lông lên rồi.
Anh tới đây làm gì? Tại sao anh biết nơi này mà tới? Muốn biết em ở đâu có cái gì khó? Tối rồi, em không định về nhà sao? Không liên quan tới anh. Cút đi! Tôi dùng hết sức của mình đóng cửa lại, nhưng vẫn bị tay của anh ta chặn. Bực quá, tôi mới hét lên. Anh có bỏ tay ra không? Trường vẫn trơ mặt ra, nên tôi điên quá bèn co chân, đá một phát vào giữa chân của anh ta. Trường ôm lấy đũng quần và khuỵu xuống, mặt của anh ta đau đớn. Nhìn bộ dạng của anh ta lúc này, tôi mới hơi hoảng hốt. Này, anh có làm sao không? Mẹ nó, cô đá tôi rồi. Con hỏi à? Ừ, tại anh không chịu bỏ tay nên... Mặt của Trường lúc này xanh lè như tàu lá chuối, cả người gục trên đất. Tôi thấy anh ta không động đậy được nữa. Tôi mới lo lắng ngồi xổm xuống mà lay gọi anh ta. Này, anh có làm sao không? Này anh. Anh chết rồi à? Này! Tôi càng ra sức lay anh ta. Và đột nhiên anh ta túm lấy tôi, chở mình vật tôi ngã ngửa trên đất. Thân hình cao lớn lập tức đè lên người của tôi. Anh làm cái quái gì thế hả? Buông tôi ra! Mặt của Trường lúc này còn tái lắm. Tôi nghe thấy tiếng răng của anh nghiến ken két. Tôi vẫn còn chưa chết, nhưng mà xém cũng chết vì đau háng đấy. Em có biết không? Tất cả là tại anh thôi. Anh bỏ tôi ra! Cái đồ bỉ ổi! Bỉ ổi! Từ lúc gặp lại em vẫn không ngớt miệng mà chửi rủa tôi. Trong khi tôi chưa làm cái gì gọi là bỉ ổi với em. Anh bỏ tôi ra đi. Cái tên điên này. Bỉ ổi. Vẫn còn chửi. Hay lắm. Bỉ ổi á? Ok. Thì bỉ ổi này. Trường bất ngờ cúi xuống áp môi lên môi của tôi. Tôi không tin được rằng anh ta lại làm như vậy. Hai mắt của tôi mở trừng ra. Tay của tôi đấm vào lưng của anh ta nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Tôi quyết tâm, ngậm chặt miệng lại. Anh ta đưa tay lên bịt mũi của tôi. Tôi phải ngợt thở quá mà há miệng ra. Anh ta thừa thế cho lưỡi vào bên trong khoang miệng của tôi, bắt đầu tàn sát. Thỏa mãn, anh ta mới buông tôi ra, liếm môi và cười cợt. Tôi xô mạnh anh ta, sau đó lồm cồm bò dậy, ôm chặt miệng rồi nói. Anh là đồ khốn nạn. Tôi khốn nạn. Tôi nhận. Tôi tức giận. Sau đó anh ta lại nói tiếp. Cái này là do em. Cái miệng của em bớt chửi tôi lại. Nếu không ấy, tôi còn hôn nữa đấy. Anh dám? Muốn biết tôi dám hay không? Em chửi thử đi. Đồ khốn nạn. Trường sấn tới, trực túm lấy tôi và tiếp tục hôn. Nhưng tôi đã nhanh chóng chạy vào trong quán và khóa chốt lại. Trường đứng bên ngoài cười hề hề. Nụ cười đó tôi chỉ muốn táng sấp mặt anh ta. Anh cút đi hộ tôi. Ok, tôi cút đây. Bye, hẹn gặp lại. Trường bỏ đi mất. Tôi chà chà môi vừa bị anh ta hôn. Thấy không đủ, tôi bèn lấy nước súc miệng mấy lần. Tối đó tôi nằm trên ghế khó chịu không thể nào mà ngủ được. Lại không hiểu vì sao Trường lại tìm ra được chỗ này. Nghĩ đến việc gặp lại anh ta là một dự cảm không lành ập đến. Dính líu đến anh ta chính là nỗi bất hạnh. Sáng dậy tôi nhận được điện thoại của mẹ. Tại sao đêm qua không về nhà? Con đang ở đâu? Mẹ đuổi con mà. Con đi cho vừa lòng mẹ. Con mau về nhà đi. Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Con không muốn về. Về ngay! Tiếng hét rồi tiếng dập máy của mẹ. Tôi nhìn điện thoại thở dài hồi lâu, không thèm nhúc nhích. 6 giờ sáng, còn mai tới, tôi nói với nó. Chắc tao phải về nhà một chuyến. Ừ, mày về đi. Nhớ quay lại sớm đấy. Hôm nay chắc là khách đông. Tại ngày nghỉ mà. Ừ. Sau đó, tôi nhanh chóng bắt taxi trở về biệt thự. Mẹ tôi đang ngồi sẵn đợi tôi ở phòng khách. Con về rồi đấy à? Qua đây, ngồi xuống nói chuyện với mẹ. Mẹ tôi tiếp tục nói. Mẹ đã nói chuyện với gia đình bên kia rồi. Con trai nhà họ rất thích con. Mẹ và Dượng cũng đồng ý hôn sự giữa con với con trai nhà họ rồi. Mẹ,
Mẹ không thể làm như vậy với con được. Con không đồng ý. Lần này con nhất định phải nghe lời của mẹ. Con... Tôi quay người chạy đi. Mẹ tôi mới hét lên đằng sau lưng. Con đứng lại cho mẹ. Tôi vì quá tức mà lúc này bật khóc. Mẹ à, dù có chết, con cũng không bao giờ lấy anh ta. Nếu như mẹ ép con sẽ chết cho mẹ xem. Tôi mặc kệ mẹ tôi gọi, tôi bỏ chạy ra ngoài. Vừa đến quán, tôi thấy con Mai đang tất bật làm đồ ăn cho khách. Thấy tôi, nó như vớ được vàng. Ôi giời ơi, mày tới rồi, mau mau qua đây phụ tao. Tôi vội vàng qua phụ với nó. Con Mai làm đồ ăn, còn tôi thì phụ trách bưng bê với làm đồ uống. Vì tâm trạng không được tốt, mà lúc bưng nước tới bàn cho khách, tôi đã vô ý làm đổ nước lên người của vị khách kia. Này, chị đi đứng kiểu gì thế? Ướt hết áo của tôi rồi. Tôi nhìn cậu học sinh kia, trong trường hợp này đáng ra tôi phải xin lỗi khách, thì tôi lại sừng cổ lên. Không may thôi, làm cái gì mà dữ dằn thế? Hơ hai cái chị này, chị làm đổ nước vào người của tôi, mà cái thái độ của chị như vậy đấy à? Tôi biết tôi sai, nhưng mà tâm trạng của tôi lúc này đang bực mình. Còn Mai nó mới chạy lại can ngăn. Ấy, xin lỗi em, nó có vấn đề về thần kinh, nên mới như vậy. Em thông cảm nhá. Mở quán làm ăn, mà cái thái độ như thế này á, thì dẹp mẹ nó đi. Nói xong cậu ta bỏ đi. Còn Mai kéo tôi vào trong quầy rồi nói. Này, mày bị làm sao đấy? Không muốn buôn bán gì nữa chứ gì? Chán mày thật đấy. Tao xin lỗi. Xin lỗi á? Mày xem mày vừa làm cái gì? Bao nhiêu người trong quán chứng kiến. Như vậy thì còn ai dám tới quán mình mà ăn uống nữa. Tôi mếu máo, mặc cho con Mai lại tiếp tục nói. Quán dạo này đã không làm ăn được cái gì rồi, mà mày lại còn phá phách. Biết thế trước đây, tao không thèm hùn vốn làm ăn với mày. Nó nói xong thì quay mặt đi, không thèm nói tôi nữa. Còn Mai nó giận tôi rồi. Cả buổi tối đó nó chẳng thèm nói với tôi một câu nào. Dù đã có mấy lần tôi cố tình bắt chuyện với nó. Tôi khó xử vô cùng. Quen nó cũng đã lâu lắm, tin tưởng nhau nên mới cùng nhau kinh doanh. Thế mà bây giờ lại xảy ra cái chuyện như thế này. Tất cả là tại tính của tôi, do tôi không biết kiềm chế. Đến tối chúng tôi dọn dẹp quán xong thì nó cũng đùng đùng đi về, không nói với tôi một tiếng nào. Tôi thở dài, cũng không có ý định trở về nhà. Từ bây giờ chắc là tôi phải ở đây luôn. Đêm vắng tôi co người trên chiếc ghế vừa chật lại vừa cứng. Lưng thì đau ê ẩm, lòng rối ren. Tôi buồn lắm, buồn vì mẹ không hiểu tôi. Là con gái của mẹ, nhưng tôi lại không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho mình. Trước mắt, tôi lại bất giác nhớ lại chuyện của 5 năm về trước. Ngày đó tôi vào Sài Gòn học đại học và yêu trường. Chúng tôi yêu nhau suốt 3 năm. 3 năm tôi chìm đắm trong tình yêu với trường. Nhưng tất cả tình yêu của tôi dường như sụp đổ khi tôi vô tình phát hiện trường phản bội tôi sau lưng. Sự xuất hiện của Kiều Loan khiến tôi nhận ra sự dối trá của trường. Tôi rất đau đớn, nhưng cuối cùng tôi cũng đùng đùng nói lời chia tay anh mà không có lý do. Anh ta cũng chẳng níu kéo tôi, lại càng khiến cho tôi chua chát hơn. Tôi đã bỏ học và quay về Hà Nội. Và không lâu sau đó tôi phát hiện mình có thai. Mẹ tôi biết chuyện bà rất giận và bắt tôi phá bỏ. Tôi không nghe, và bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Ngày đó tôi rất khó khăn, tôi tự mình đi thuê nhà trọ, rồi đi rửa bát bưng bê kiếm tiền ăn qua ngày, và mẹ tôi tuyệt nhiên không quan tâm. Cho đến khi tôi mang thai ở tháng thứ 8 thì bị sinh non, lúc đó mẹ tôi mới xuất hiện. Mặt bà lúc ấy vẫn lạnh tanh, mặc dù tôi đau bụng đến mờ mắt, nhưng đó vẫn chưa là gì. Khi mà con của tôi, nó đã không còn trên cuộc đời này nữa. Mẹ tôi nói, nó đã chết khi ra khỏi bụng của tôi. Tôi nghĩ mình đã phát điên. Không đúng, mà ngày đó tôi đã thực sự phát điên. Nghĩ đến đứa bé trong bụng của tôi, chưa bao giờ tôi được nhìn mặt dù chỉ một lần, mà nước mắt lại tuôn rơi như mưa. Khóc chán chê tôi lại nhớ tới trường.
Ông trời có lẽ đang muốn trêu đùa tôi. Khi mà lại đang cố tình đẩy tôi và anh ta vào nhau một lần nữa, tôi tuyệt đối không muốn liên quan gì đến người đàn ông này. Nghĩ vậy, tôi đã rút điện thoại bấm một dãy số. Dãy số điện thoại mà suốt 2 năm qua tôi nhớ như in trong đầu, dù tôi đã rất muốn quên đi. Điện thoại được kết nối. 2 năm qua anh ta vẫn dùng số điện thoại đấy. Tôi đang chờ đợi anh ta bắt máy. Điện thoại được kết nối. Bên kia vọng đến tiếng nhạc ầm ĩ. Tôi nói to. Tôi là Khanh đây. Bên kia tiếng nhạc nhỏ dần, sau đó là giọng nói của Trường. Tôi biết. Anh ta biết sao? 2 năm rồi, rốt cuộc em cũng chịu chủ động để gọi cho tôi nhỉ? Tôi không nói gì. Không phải chỉ riêng anh ta mà cả tôi cũng không đổi số điện thoại. Chúng tôi vẫn luôn dùng số cũ. Nhưng trong khoảng thời gian 2 năm, không ai gọi cho ai. Thời gian vẫn cứ trôi, còn hai chúng tôi thì cứ âm thầm nhớ số điện thoại của nhau. Tôi muốn gặp anh. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở 3, phòng VIP số 1. Muốn gặp tôi thì đến đây. Không gặp ở chỗ khác được sao? Tại sao phải quán 3? À, hay em muốn gặp tôi ở khách sạn? Đồ thần kinh! Tôi không rảnh mà đùa với anh. Tôi cũng đâu có đùa với em đâu. Tôi tắt rụp điện thoại, miệng muốn chửi thề. Tên khốn kiếp. Dù tức giận lắm nhưng tôi vẫn quyết định đến quán bar để tìm Trường. Tôi nhất định phải khiến anh ta đổi ý về việc kết hôn. Chỉ có anh ta không muốn thì mẹ tôi mới thôi cái ý định ép buộc tôi. Trời về đêm mùa thu ở Hà Nội se lạnh. Tôi mặc chiếc áo gió, bắt taxi đến quán bar. Đến nơi tôi nói với nhân viên là tôi có hẹn với Trường. Nhân viên liền dẫn tôi tới phòng VIP số 1. Có vẻ như anh ta đã là khách quen ở đây. Cánh cửa phòng mở ra, tôi lập tức nghe thấy tiếng ồn ào và hò hét của rất nhiều người. Đám đàn ông ngồi bên trong thấy tôi bước vào, không hẹn mà cùng nhau im lặng, nhìn tôi đăm đăm. Thân thể của tôi run lên, ánh mắt đào một vòng, liền thấy Trường ngồi lẫn lộn trong đám người. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi có vẻ rất ngạc nhiên. Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại dám tới đây tìm anh ta. Một gã trong đó ổ lên. Ô, cô em nào đây? Vào đây, vào đây uống cùng với bọn anh nào. Còn mẹ lũ chúng nó. Cả bọn lúc này mới ổ lên hưởng ứng. Tới đây nào cô em? Tới đây với tụi anh. Tiếng của Trường lên tiếng, tất cả mọi người im bặt. Tụi mày im mồm hết đi và bước ra ngoài. Đây là người của tao. À, thì ra là gà của đại ca. Hiểu rồi. Bọn mày, té thôi. Tôi nghe đám đàn ông nói mà tức muốn giết người. Gà ư? Ai là gà? Cả bọn họ đứng dậy kéo nhau ra ngoài, đồng thời nhìn tôi đầy mờ ám. Tôi hùng hổ đi trước mặt Trường và nói. Cái gì mà gà? Ai là người của anh? Em ngồi xuống đi. Em chủ động tìm tôi à? Có chuyện gì? Anh đừng có tưởng bờ. Tôi tìm anh để nói rõ với anh chuyện của hai gia đình chúng ta. Chuyện gì? Anh xem tôi là trò đùa đấy à? Anh nghĩ làm sao mà muốn kết hôn? Anh không có vấn đề về thần kinh à? Tất nhiên là thần kinh của tôi rất bình thường. Bình thường? Bình thường thì tại sao anh... Chúng ta đã chia tay rồi, không còn liên quan gì nữa. Kết hôn à? Anh đừng có điên nữa. Điên một chút cho đời nó vui chứ. Anh... 2 năm trước là em đá tôi. Điều đó khiến tôi không vui. Vì vậy, tôi sẽ kết hôn với em. Anh đang xem hôn nhân là một trò đùa đấy. Không không. Tại sao lại nói là trò đùa? Em lấy chồng, tôi lấy vợ. Chúng ta lấy nhau. Rất là hợp lý. Tôi tức muốn ói máu. Nói chuyện với tên thần kinh này, phải là người có thần kinh thép như tôi mới chịu được. Cứng cũng không ăn thua. Tôi đành hạ giọng và nói. Tôi phải làm gì thì anh mới chịu không kết hôn nữa? Làm gì á? Ngủ với tôi đi. Cái đồ biến thái. Tôi lườm anh ta xong, tôi bỏ chạy ra khỏi phòng. Đến một chuyến công cốc rồi. Tức quá. Cái con người xấu xa. Trước đây tại sao tôi lại có thể yêu anh ta được chứ?
Đúng lúc đấy điện thoại của tôi reo lên. Tôi nghe máy. Tiếng của con Hoài hét lớn. Cô ơi, cô về nhanh đi. Bà chủ không ổn rồi ạ. Cái gì thế? Cô ơi, cô về nhanh đi ạ. Khi tôi về đến biệt thự, ngay lập tức liền nghe tiếng khóc rất lớn của mẹ tôi. Tôi chạy vội vào trong nhà. Trong phòng khách mẹ tôi ngồi bệt giữa sàn nhà. Bên cạnh là một chiếc vali to. Thấy tôi, mẹ mới hét lớn. Mày! Mày còn về làm gì? Mày cút đi! Tôi nhìn con Hoài hỏi nhanh. Có chuyện gì thế Hoài? Ông chủ chửi mắng bà, đuổi bà ra khỏi nhà. Mẹ! Mày đừng gọi tao là mẹ. Tao nuôi mày. Nhưng bây giờ mày trả ơn tao thế này đi à? Giờ mày hài lòng chưa? Ông ấy đuổi tao ra đường rồi mày hài lòng chưa? Tôi khóc. Tôi định chạm vào người của bà. Nhưng bà nhanh chóng gạt mạnh tay tôi ra. Mày đừng có động vào người tao. Mẹ à, nếu ông ấy đuổi mẹ đi, thì mẹ con mình ra ngoài sống tự lập. Con sẽ cố gắng. Hả? Tự lập? Mày định nuôi tao với cái quán nhỏ xíu của mày á? Mày quên, lúc bố mày chết, tao phải gồng mình một mình để nuôi mày. Cực khổ như thế nào mày không nhớ à? Khó khăn lắm tao mới sống được sung sướng một ngày. Vậy mà mày đối xử với mẹ mày như vậy. Khanh à, mày có còn xem tao là mẹ của mày không? Nước mắt của tôi càng tuôn ra ồ ạt theo những câu nói nặng nề của mẹ. Mày nói mày nuôi tao? Một đứa học hành không đến nơi đến chốn như mày thì tiền đồ đến đâu? Mày nuôi tao kiểu gì? Hay mày để tao chết đói? Tao chỉ muốn tốt cho mày. Muốn mày lấy chồng giàu ăn sung mặc sướng mày lại không chịu. Biết bao nhiêu người người ta muốn lấy còn không được. Đằng này, mày thì ôi giời ơi là giời. Sao số của tôi nó khổ thế này? Đẻ ra con gái làm cái gì? Vướng ngu vừa lì. Không biết nặng nhẹ. Trời đất ơi. Tôi ngồi bệt xuống sàn. Cả hai mẹ con đều bật khóc. Còn Hoài đứng bên thì cuống cuồng. Bà, cô, hai người đứng lên đi ạ. Nước mắt của tôi òa đi. Mẹ nói không sai tí nào. Tôi là một đứa con vô cùng vô dụng. Tôi vô tích sự, học hành dở dang, không có tài cán. Nhưng bà ấy liệu có biết người bà ép tôi kết hôn lại chính là người đã từng gây ra đau đớn cho tôi trong quá khứ? Tôi không thể nói ra được. Tôi phải làm sao đây? Đột nhiên mẹ tôi ngừng khóc. Bà túm lấy áo của tôi khẩn khoản. Khanh à, con đồng ý đi. Coi như là con thương mẹ mà đồng ý đi con. Con về nhà đó có cái gì không tốt chứ? Nếu phải rời khỏi đây, mẹ không sống được đâu con à. Mẹ, con nói đồng ý đi. Tôi đau đớn nhìn mẹ tôi. Chữ hiếu đè nặng lên vai. Trong màn nước mắt nhạt nhòa, tôi đã hét lên. Thôi được rồi, con đồng ý. Con đồng ý, con kết hôn là được chứ gì. Tôi hét xong ôm mặt chạy ra ngoài. Bà Phương lúc này nhìn theo bóng con gái, lau nước mắt đứng dậy. Còn Hoài vội vàng đưa giấy cho bà. Bà chủ, cuối cùng cô cũng đồng ý rồi. Kế của bà đúng là hay thật đẻ. Đương nhiên rồi, diễn kịch cho nó xem ý, thì phải mất một ít nước mắt, chứ chẳng đùa với nó được đâu. Cái con bé này bướng bỉnh. Thôi được rồi, như thế này là ổn rồi. Còn Hoài lúc này mới cười hi hi. Mà việc này mày cấm để lộ cho nó biết đấy. Dạ, con biết rồi thưa bà. Cả ngày ở quán tôi giống như người mất hồn, cũng chẳng còn bận tâm đến việc con Mai đang giận mình nữa. Thấy tôi lờ ngờ cả buổi, rốt cuộc nó không nhịn được. Này, Khanh, mày định làm thế nào? Bây giờ mày tính thế nào đây? Mày phải nghĩ đến tao chứ. Mày cứ như vậy, chúng ta có thể làm việc chung được nữa sao? Ừ, nếu như không làm chung được nữa thì dẹp đi. Dẹp hết đi. Mày bị làm sao thế này? Khanh! Tôi bật khóc. Tôi không trả lời nữa mà càng khóc hơn. Cuối cùng tôi nhào vào lòng của nó. Mất một hồi lâu sau tôi mới nín. Nó bắt đầu hỏi tôi. Có chuyện gì mày nói cho tao nghe xem nào. Tao để ý mấy hôm nay mày có chuyện gì khác lạ lắm. Mai ơi, tao sắp lấy chồng rồi. Sao cơ? Lấy chồng? Mày lấy ai?
lấy một kẻ mà tao rất ghét. Tôi không nói cho Mai biết việc của tôi và Trường. Đó chính là bí mật riêng của tôi. Nếu như mày ghét thì mày lấy làm gì? Mẹ tao ép tao phải lấy. Tao không còn cách nào nữa. Thế hoàn cảnh gia đình bên kia làm sao? Nhà anh ta rất giàu. Giàu thì tốt. Nhưng mà mẹ mày cũng kỳ nhỉ. Con cái không muốn mà cứ ép làm gì? Tôi không muốn nói nữa. Dù có nói gì đi chăng nữa cũng chả thay đổi được gì. Nói nữa lại càng buồn hơn. Vậy là sau 2 năm chia tay, tôi lại cưới đúng cái người yêu cũ để làm chồng hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Thanh Hằng đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần 2 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.